chào mọi người, em là Quỳnh Quỳnh mà anh Lâm thường hay nhắc đến là em nha mọi người ơi. Hứa Bình Đạt xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân mến của chương trình. À đúng rồi, Quỳnh thích nhất là vòng số 2. Tại vì vòng số 2 là Quỳnh muốn thử cái khả năng ca hát của Quỳnh nó có hay hay không. Cho nên Quỳnh mong đợi được cái vòng số 2 để Quỳnh thử thách của mình. Quỳnh lo lắng và sợ nhất là vòng số 1. Sợ là trí nhớ của Quỳnh nó kém cho nên là không biết vòng số 1 Quỳnh có nhớ nổi hay không được. Vòng chơi nào cũng thú vị hết, đều có một cái gì đó màu sắc riêng của nó hết. Nhưng mà trông đợi nhất vẫn là cái vòng cuối cùng, là cái vòng mà nó khó nhất. Nó phải đủ thứ trên đời tùm lum tà la hết, biết mình xàm sao nữa chưa biết luôn á. Là cái vòng mà phóng phi tiêu á. Phải xàm lắm, phải hên xui lắm mới phóng được, chứ không phải là không phải phóng, muốn nghĩ sao phóng được đâu. Tới bằng một cái áo trắng để chứng tỏ cho mọi người thấy mình trong trắng. Một cái tim thủy chung, một sự chung thủy triệt để. Đi lưu diễn bên đó, anh okay, đi đâu em biết okay, hết nha. Khoan, Lâm đang có thông tin gì vậy? Lâm nói lại coi. Anh đi đâu em biết hết. Ok em. Ủa là sao? Vụ gì mà anh đi đâu mà anh cho rồi, anh cho rồi. Ủa tại sao anh lại cho em? Giờ em không thích cho. Em phải biết là anh đi đâu bên nước ngoài với Lâm. Cái khả năng ca hát của Quỳnh thì Quỳnh hát nghe cũng được. Đặc biệt là Quỳnh muốn chơi chung với anh Lâm nha. Nếu mà không chơi chung với anh Lâm là Quỳnh không có chơi đâu. Quỳnh ơi! Ơi! Em ơi, em thấy căn nhà bông hồng này đẹp không? Dạ đẹp. Thích không? Dạ thích. Còn chân trời nữa. Ngủ em ơi! Trời ơi, có con mít coi nha! Có hai đội thì có Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa. Cái gì cũng có thế mạnh của nó hết. Bên đội của Dương Lâm sẽ được bảo vệ bằng cái hình thể khỏe phắn, chắc khỏe. Ai sấn tới sợ đánh anh, tới anh sợ. Ấy. Chứ đâu có gì đâu, bề ngoài nó quá to con. Bề ngoài thương yêu nhau. Thôi để gia đình còn hạnh phúc thì bây giờ chúng ta chơi tiếp. Mạc Văn Khoa thì Mạc Văn Khoa sẽ dùng mưu trí để hỗ trợ mình rất là nhiều. Ai cũng đều có thế mạnh hết. Nhưng mà anh vẫn thích Lâm Vĩ Dạ nhiều hơn. Dạ. Anh đã mở được cái gì? Anh yêu à. Trời ơi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hãy đón xem chương trình A đúng rồi được phát vào thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 lúc 19 giờ nhé. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.